chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người đã quay trở lại với channel của Cung Mường. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái vật dụng có hình dạng khá là kỳ lạ. Có thể nhiều người biết rồi thì đối với vật này thì nó rất là bình thường, nhưng mà nhiều người sẽ chưa biết được hình dạng của nó là cái gì. Đây, mình sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người cái rìu của người Mường mình. Đây, có thể các bạn thấy hình dạng của nó rất là kỳ lạ, rất là cồng kềnh đúng không? Nhưng đây là một cái rìu của người Mường mình thường xuyên sử dụng từ thời ông cha của mình. Đấy, thì hôm nay mình sẽ sử dụng cái rìu này và mình sẽ thực hiện cho một số cái hoạt động, đó là mình chặt một số gốc cây và để cho các bạn biết là cái rìu này nó sẽ sử dụng như thế nào nhá. Bây giờ chúng ta cùng đi thực hiện để xem cái rìu này nó có điều gì đặc biệt nhá. Các bạn thấy cái rìu nó rất là cồng kềnh đúng không? Đấy, các bạn chắc là sẽ thắc mắc là tại sao cái rìu nó vậy, thiết kế nó cồng kềnh như thế này. Đúng ra ngày xưa mình có thắc mắc một câu hỏi đúng như thế. Tuy nhiên ấy, lúc sử dụng thì mình mới biết nó giữ thăng bằng rất là tốt. Đấy, hôm nay mình sẽ sử dụng cái rìu này. Mình sẽ chặt cái cây này, chặt bằng đổ nha các bạn nha. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện nhé.
biết cái sự có lợi của cái việc cồng kềnh với cái dìu này. Mình đã vừa thử được cái dìu của người Mường mình và giới thiệu được mọi người đấy hình dáng của nó như thế này, thì mọi người xem video của mình ý cũng đã biết rồi, kênh channel Cua Mường của mình là giới thiệu về văn hóa, ẩm thực, hoạt động và vật dụng của người dân tộc Mường. Hôm nay mình đã giới thiệu về cái dìu và có hình dạng có thể đối với rất là nhiều người ý, nó sẽ rất là kỳ lạ như thế này đấy. Có lẽ là video của mình hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Mọi người xem video ấy thì mong mọi người hãy ủng hộ mình để mình có thể xây dựng cái kênh của mình nó rộng rãi hơn, để cái hình ảnh văn hóa, ẩm thực và các hoạt động người dân tộc Mường nó được quảng bá rộng rãi ở cộng đồng rộng lớn hơn nữa. Thì mong mọi người hãy ủng hộ mình nha. Ủng hộ mình thì mong mọi người hãy xem video ấy thì hãy bấm vào đăng ký và bấm nút chuông để mỗi khi mình ra video mới thì mọi người có thể theo dõi được. Là mình ra một phát là các bạn bấm vào chuông thì sẽ thông báo về máy ngay cho các bạn luôn. Xem video mọi người mong mọi người hãy để lại một like và một phần ý kiến trong phần comment giúp mình nha. Nếu mọi người muốn ủng hộ và chia sẻ cho mình rộng rãi hơn nữa thì hãy bấm nút chia sẻ để nhiều người bạn bè này, người thân này và đồng nghiệp của các bạn có thể biết đến kênh của mình nha. Còn hôm nay thì video của mình chắc sẽ kết thúc ở đây thôi. Đấy. Chào mọi người nha, hẹn gặp lại.